Nhân dịp chào mừng 135 năm Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, ngày 29 tháng 4 tại Công ty Cổ phần May TNG Thái Nguyên, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân năm 2021 với chủ đề Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển. Chương trình Tháng Công nhân năm 2021 được lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cùng các cấp công đoàn trong tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo, thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm như tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để đoàn viên công đoàn, người lao động hiểu rõ, nắm chắc quyền lợi, nghĩa vụ của bản thân, quan tâm và chăm lo đến đời sống người lao động, bảo đảm ổn định sản xuất cho doanh nghiệp, việc làm thu nhập cho người lao động. Ngay tại chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức tặng quà, tư vấn sức khỏe, triển khai gian hàng không đồng và cấp thuốc miễn phí, bảo dưỡng thay dầu xe, hướng dẫn lái xe an toàn cho công nhân người lao động.